Rồi, tiếp theo đây thì mình muốn giới thiệu tới cho các bạn đó là cái chai mật ong dung tích là 1.000 ml, tương ứng với 1.400 gram là mật ong cao nguyên Highland Bee của công ty mật cao nguyên. Thì đây là cái chai 1.000 ml các bạn. 1.000 ml thì khi bạn cầm trên tay thì đây là cái vỏ hộp. Cái vỏ hộp thì trên vỏ hộp thì cũng có cái cụm từ mật ong cao nguyên ha. Đó. Và thông tin của doanh nghiệp, địa chỉ của doanh nghiệp, website, điện thoại và cái công dụng, cách dùng, cách bảo quản, thông tin về sản phẩm rất rõ ràng ha các bạn. Rồi, bắt đầu mình sẽ khui cái chai này ra cho bạn xem. Cái chai này là chai 1.000 ml, tức là tương ứng một lần 1.400 gram nhé các bạn. Rồi mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Ok, xong. Thì đây là cái chai 1.000 ml các bạn. Rồi, mình sẽ để cái hộp ở đây. Mình sẽ để cái hộp đây ha. Rồi, thì đây là trên tay mình cầm đây là chính là cái chai 1.000 ml các bạn. Một chai 1.000 ml này thì về cái mặt thiết kế thì nó liên quan tới mặt nhận diện thương hiệu, nên các bạn khi nhìn thấy thì cũng có chữ mật ong cao nguyên và cái logo là Highland Bee nằm ở trên này ha. Đó, cái logo Highland Bee nằm trên này và chữ cụm từ mật ong cao nguyên đặc sản Lâm Đồng. Thì bên dưới cũng là thông tin của địa chỉ doanh nghiệp, số điện thoại, website, email. Và mặt sau thì cũng có ghi rõ là thành phần mật ong nguyên chất, công dụng kháng khuẩn, giảm đau, vết thương mau lành. Đó là cách dùng, cách pha chế, cách bảo quản ha. Đó. Thì cái chai này thì là 1.000 lít thì họ làm bằng cái chất liệu. Ok, xin lỗi các bạn chút xíu nó bị rơi cái đèn. Chai này thì làm bằng chất liệu là chai PET nhựa các bạn. Chai PET nhựa này thì nó được trong cái danh mục của Bộ Y tế được cấp để mà đựng thực phẩm thì ok, được đựng thực phẩm nên vấn đề với an toàn vệ sinh thực phẩm các bạn yên tâm hoàn toàn. Thì cái chai nhựa này tại sao nó có cái ưu điểm? Ưu điểm là gì? Nó sẽ thuận tiện cho các bạn mang đi xa, tránh bể vỡ. Nhà có con nhỏ thì mình cũng không có sợ lo bể vỡ ha. Đó, mình bạn bóp vô thoải mái. Thì trên này cũng tích cái logo hàng Việt Nam chất lượng cao và cũng có một cái tem chống giả. Ở đây các bạn ha. Cũng có một cái tem chống giả ở đây. Đó, thì khi các bạn lưu ý tất cả những sản phẩm mật ong nguyên chất của công ty ong mật cao nguyên đều có một cái tem chống giả. Nắp màu vàng. Thì khi bạn mua một sản phẩm của Highland Bee thì các bạn nhớ kiểm tra cái siêu nhôm, màng siêu nhôm này còn nguyên hay không nha các bạn, tại vì nếu mà sản phẩm mà bị khui rồi thì cái màng siêu nhôm này nó sẽ bị rách. Một điểm lưu ý nữa, khi mà khi công ty ông mà công nguyên làm cái sản phẩm chai PET này á là cũng có tính toán tới vấn đề hàng nhái hàng giả. Một số cá nhân họ lợi dụng cái uy tín của công ty ông mà công nguyên họ làm hàng nhái hàng giả. Thì các bạn phải biết đối với chai 1 lít này á thì cái chai này á là có khắc một cái logo chìm, khắc một cái logo chìm dọc theo cái thân của chai có chữ Highland Bee nè các bạn ha. Thì rất khó để họ làm nhái hàng giả được. Đó, đây là cái chai 1.000 lít. Là nếu mà cái giá bán lẻ hiện tại tại hệ thống showroom của công ty mình cao nguyên thì là 250.000 đồng một chai này nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn giá sỉ thì bạn mua 10 chai đã có giá sỉ rồi. Các bạn cứ liên hệ gọi trực tiếp, công ty sẽ cho bạn giá sỉ. Rồi, đây là xong cái chai 1.000 lít nha các bạn. Thì đây là 250.000 đồng. Đó, thì khi các bạn mua thì ngoài cái hộp giấy này, các bạn còn được tặng thêm tờ rơi catalog hướng dẫn sử dụng đi kèm rất là chi tiết cách dùng sản phẩm để cho nó đạt hiệu quả.